Anh muốn đi vệ sinh, em cầm giúp anh được không? Nam nữ thủ thủ bất thân, nghe cái lời chưa? Nghe là cái việc vệ sinh cá nhân là anh phải tự xử lý. Hello, xin chào mọi người. Welcome to những màn trôn bá đạo của Bạch Mi. Tôi chắc chắn là tất cả mọi người đều gọi là có một lần trong đời xem phim Tây Du Ký rồi đúng không? Đấy, đảm bảo ít nhất phải một lần trong đời xem Tây Du Ký. Như Mi là xem đi xem lại vài lần rồi đấy. Mà tôi lại chắc chắn một điều nữa là những ai đã từng xem phim Tây Du Ký sẽ ước được một lần trở thành Tề Thiên Đại Thánh đúng không? Có 72 phép thần thông. Mà Tề Thiên Đại Thánh thì có gì? Tề Thiên Đại Thánh lúc nào cũng phải có một cái là gậy như ý. Mà gậy như ý ở đâu ra? Chị rồi anh em ơi, thủng tường rồi. Gậy như ý ở đây chứ đâu. Sao vậy? Mọi người cái gậy này to, dài không? Thì ngày hôm nay Mi sẽ cho con chó Lê Hùng được trải nghiệm một ngày là Tề Thiên Đại Thánh như nào, một ngày đi lấy kinh ra sao. Ok, tôi đảm bảo người hóng lắm đúng không? Hóng hơn cả Mi luôn. Chần chừ gì nữa, đi thôi, let's go. Mi ơi! Cẩn thận Mi! Ha 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 ha
Con lợn mi. Ai gọi mi đây? Cớ mi đây. Nào nào, mày đi làm gì tao? Mày làm gì tao? Anh đang đi, anh đang đi lấy kinh à? Anh đang đi thỉnh kinh à anh? Con chó. Chả ở đây chả con nào là con chó cả. Mày giỏi lắm. Chỉ có bạch mi xinh đẹp thôi. Bây giờ mày làm gì được tao? Bây giờ mày làm gì được tao? Rồi. Úi giời, ai tưởng mình là Tề Thiên Đại Thánh nhá. Em vừa tháo vào cho anh đi. Cái gì cơ? Anh em nghe chả nghe gì cả. Anh đi lại khó. Em thì anh chẳng nói chứ anh chẳng bảo là anh ước mơ được thành Tề Thiên Đại Thánh một lần trong đời rồi gì nữa. Tao ước mơ thế bao giờ? Rõ ràng là hồi bé nhá, em thấy tất cả những đứa trẻ con xem Tây Du Ký đều ước mơ như thế. Nhưng mà tao không thành con khỉ. Thì nhưng đây không phải con khỉ, đây là Tề Thiên Đại Thánh, hiểu không? Tề Thiên Đại Thánh nó khác hẳn con khỉ, anh hiểu không? Tề Thiên Đại Thánh là con khỉ. Anh còn biết cái này, đây đi ra đây. Anh còn biết cái này nó gọi là cái gì không? Là cái gì? Gậy như ý đấy. Tức là có thể biến hóa phép thuật đấy. Bây giờ anh thử sử dụng phép thuật của mình đi. Anh thử dụng gậy như ý của anh đi. Nhìn tao như kiểu là Chúa Giêsu ấy. Chúa Giêsu à? Anh mà là Chúa Giêsu à? Sao? Ai ui rồi ôi. Nào anh cứ ở với cái gậy như ý của anh đi. Anh phải đánh răng rửa mặt nữa. Thôi hôm nay không cần đánh răng rửa mặt, một hôm cũng không chết đâu. Thế cho anh uống một miếng nước đi. Được, em sẽ lấy nước cho anh uống nhá. Xin miếng. À, khát lắm rồi. À chưa. Có cái gì khác ngoài ạ không mày? Ạ là cái gì? Ạ để làm cái gì? Thế có ạ không? Nhưng mà ạ để làm cái gì? Em ạ chị Mi. Em ạ chị Mi. Để uống nước chứ làm cái gì? Nè. Nhưng mà ạ nó chả để có cái ý nghĩa gì cả. Thì có uống nước không? Có. Mày có thể dốc lên nữa được không? Từ từ không nó dốc. Anh ngó lên não chậm vậy. Bây giờ anh muốn đi vệ sinh. Em cầm giúp anh được không? Nam nữ thụ thụ bất thân, nghe cái đấy chưa? Nghe là cái việc vệ sinh cá nhân là anh phải tự xử lý. Anh làm gì đấy? Anh ơi, chân này không cần đo đâu. Chân này đủ cao rồi, không cần đo đâu. Ôi rồi. Ôi rồi. Ê, kinh à. Sời. Ngu si là có thật. Giờ đi rèn cái gì? Ai biết. Ôi rồi. Em nghĩ là không cần đi té nữa. Anh vào trong đấy chán chê mê mỏi xong anh lại đi ra. Đang ngủ ba gì? Đúng. Nào, nãy em sẽ bật cho anh bản nhạc anh muốn nhá. Thiên Nga dậy chết. Mệt lắm. Vừa mới ngủ dậy chưa được làm gì nữa. Cần gì làm gì? Thấy chưa? Sướng không? Đấy. Nhìn ra như kiểu chuẩn bị tử hình ấy. Chuẩn bị xử bắn à? Ừ. À. Anh sắp bị xử bắn rồi. Đúng rồi đấy. Bắn tao đi. Nào, trước khi bị xử bắn anh có gọi là ước nguyện gì không? Ước nguyện là được thả ra. Thế thì ước nguyện của anh sẽ không thành hiện thực. Nhắm mắt vào. 3 2 1 bằng. Vai anh là cô không đúng không? Em sẽ
Người chịu thua chưa? Người chịu thua chưa? Mẹ ra mà. À, chà, người đã thua cuộc. Hừ. Mình là người thắng cuộc. Chà, chà, chà. Yo. Sao? Mọi người thấy cái màn này, Mi gọi là biến hóa cho Lê Hồng thành Tôn Ngộ Không mới có thành công không? Má, Tôn Ngộ Không gọi là 2018 thì là thua Na Tra Thái Tử nhá. Nó không phải phiên bản cũ rồi. Tôn Ngộ Không bây giờ là không. Tôn Ngộ Không bây giờ không phải là vô địch thiên hạ rồi, bây giờ là có Bạch Mi vô địch thiên hạ. Anh sẽ làm đấy nhá. Đây. Yên tâm mọi người, yên tâm, cả ngày hôm nay tôi sẽ cho con chó Lê Hồng trải nghiệm làm Tôn Ngộ Không nguyên ngày luôn, ăn uống ngủ nghỉ là với cái gậy này luôn. Ok, nếu mọi người thích clip này nhớ like và subscribe trên